Dạ cảm ơn sinh nhật Quỳnh cho biết cái này. Dạ Nam Mô Bút Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp của Bút Tha Thăm Má trên Phao Thó. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt thảo luận bài 109 Đại Kinh Mãn Nguyện Maha Putnama Sutta 1035 đến 1039. Sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp thảo luận. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng diệu ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Từ mẫn con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc bài lễ kinh đọc lễ bái Tam Bảo. Dạ, sau đây con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay của con. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Con kính chào Thượng Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Pháp Tân. Nhưng mà hôm nay, ngày hôm qua Thượng Tọa Giác Đẳng thông báo cho biết là hôm nay sẽ học lại cái bài kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt, và chúng tôi cũng không có nắm được cái chương trình học học lại là học như thế nào và có những cái ưu tiên về những cái câu hỏi.
Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư trong ngày hôm nay trình bày ra sao đó, thì bây giờ xin được cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ điều họp. Và chúng tôi xin nhắc lại là vì hôm nay là cái ngày thuyết giảng của Thượng tọa Pháp Tân, do đó chúng tôi chỉ là phụ thôi. Chúng tôi chỉ phụ, xin Thượng tọa Giác Quang Hỷ chú ý. Để cho các vị giảng sư có cái sự phấn khởi làm việc mà không cảm thấy như là bị dẫm chân. Chúng tôi không muốn làm cái việc đó. Bây giờ xin thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Phật Thầy. Dạ, kính thưa Ngài, thưa Đoàn Thượng Sư. Với chi tu, chúng đức và chúng đức Phật tử, bài kinh Mãn Nguyệt, và cũng như một số các bài kinh khác, ví dụ như kinh Vô Ngã Tướng, đặc biệt đề cập đến một lĩnh vực trên phương diện lý thuyết thì nghe rất là đơn giản, nhưng mà để áp dụng vào đời sống hàng ngày thì nhiều khi chúng ta cảm thấy không dễ dàng. Trước nhất thì xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư trong chương trình ngày hôm nay, tôi có thể trả lời cho câu số 1. Hôm nay chúng ta sẽ có tất cả là 7 câu thảo luận và 7 câu trắc nghiệm. Sau mỗi câu thảo luận chúng ta có một câu trắc nghiệm. Thứ nhất thì có khoa nghĩ giải thích là nếu Phật Pháp dạy rằng tất cả Pháp là vô ngã thì tại sao chúng ta phải tu tập? Bởi vì không có ngã, không có cái tôi thì mình tu tập để làm gì? Và mình tạo phước cho ai? Tạo phước để làm gì? Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ấn giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Thật sự thì hôm nay thì con cũng bất ngờ, cũng không nghĩ rằng sẽ học lại gì. Hôm qua con bận việc, con không có vô, cho nên không có biết là hôm nay sẽ học lại cái bài kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt. Thì có lẽ là con nghĩ Thượng tọa muốn đào sâu thêm trong cái bài kinh ngày hôm qua, bài kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt này. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ thảo luận cũng như là trắc nghiệm lại những cái câu học liên quan đến cái bài học hôm qua. Để tiếp theo lời của Thượng tọa thì con xin được trả lời theo cái suy nghĩ của mình trong cái câu hỏi đầu tiên. Theo con thì con nghĩ ở trong Phật Pháp đó, Phật dạy cho mình tu để mà mình trừ bỏ cái ngã. Bởi vì cho nên là nói là vô ngã, trừ bỏ vô ngã, trừ bỏ cái ngã này. Bởi vì trong cái đời sống hàng ngày đó thì phần lớn chúng ta hoạt động trong cái ngã rất là nhiều. Tức là mình làm cái gì nó cũng phải có cái tôi trong đó hết. Yeah. Ngay cả cái việc mà mình nói mình tu tập ở đây thì nhiều khi mình nói mình tôi tu điều thiện, tôi nghe pháp, hay là tôi ngồi thiền, hay là tôi bố thí trì giới, thì cũng có cái suy nghĩ, cái tôi ở trong đó. Nhưng mà ở đây đó thì con nghĩ rằng trong cái đời sống hàng ngày đó thì chúng ta sinh hoạt thường liên quan đến cái tôi rất là nhiều, cái ngã rất là nhiều. Mà Phật giáo thì dạy chúng ta đó là từ bỏ ngã. Bởi vì ở đâu mà có cái tôi ở trong đó
thì ở đó cũng có cái khổ, có cái khổ do là dính mắc, do dính mắc cái suy nghĩ, cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, nói chung là cái gì mà các cái giác quan chúng mình của chúng ta mà tri bắt lấy cảnh thì thường thường là gắn cái tôi ở trong đó. Cho nên là nói như vậy đó thì về mặt lý thuyết thì mình nói rằng mình biết là vô ngã là như vậy, từ bỏ cái ngã, nhưng mà để từ bỏ nó thì cũng không phải là dễ. Để từ bỏ cái tôi này nó cũng không phải là dễ. Cho nên là ở đây đó thì con nghĩ rằng trong cái phương diện mà tu tập, đặc biệt là để mà đạt đến cái vô ngã thì thường là mình mượn cái tôi, mượn cái tôi. Con ở đây đó thì con nghĩ rằng con nhớ ở trong cái câu pháp cú á, có một cái câu mà Đức Phật ngài dạy, đó là nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Tức là ở cái tuổi ấu niên hay là ở cái tuổi trung niên hoặc là bước sang cái tuổi lão niên thì mình phải biết bảo vệ mình. Thì ở trong cái trường hợp này thì con nghĩ rằng mình phải có cái gì đó là chủ thể để mình tạo phước. Nếu mà mình nói mượn cái tôi này để mà mình làm việc lành, mình làm việc lành. Bởi vì nếu mà mình nói mình bỏ hết tất cả mà không có làm gì hết, giống như một người con nhớ rằng có một số suy nghĩ của một truyền phái Phật giáo Bắc truyền ấy, đặc biệt là họ coi kinh Đại Thừa nhiều quá, rồi nghe cái gì đó cũng là nhiều quá, rồi họ nói rằng là không có cần tu tập gì hết á, từ bỏ cái ngã này là không có tu tập, không có trì giới, không có bố thí, lìa bỏ tất cả. Thì cái nghĩ đó mà nó hoàn toàn là nó không có chính xác, không có đúng. Bởi vì chúng ta là đang trên cái con đường tu tập, chứ không phải là cái người mà đạt được một cái trạng thái vô ngã. Một trạng thái vô ngã như là một bậc thánh A-la-hán thì các ngài có thể nói là vô ngã được. Nhưng mà thật thì để tu tập là để đạt được cái trạng thái của vô ngã. Cho nên cái việc mà mình tu tập thì mình phải biết là theo con nghĩ rằng về ở trong cuộc đời này đó thì đối với cảnh thì mình làm sao đừng có chấp giữ đối với cảnh. Thí dụ mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, đừng bị đắm nhiễm ở trong trần cảnh. Thì cái đó mình có thể nói là mình tập cho mình cái phương pháp tu tập để vô ngã được. Và về phương diện tu tập á, trên phương diện tu tập á, thì con nghĩ rằng mình cần phải có cái tôi để mà mình tạo phước, tạo việc lành. Giống như nó là nói ai làm phước, ai bố thí, ai trì giới, ai tham thiền, ai cung kính thì phải nói rằng tôi cung kính, tôi bố thí, tôi trì giới, tôi tham thiền. Thì trong trường hợp này mình mượn cái tôi để mà mình tu tập. Giống như là con nghĩ rằng á, là mình phải nói cái chủ thể để mà mình tạo cái việc lành. Chúng ta là đang trên con đường tu tập thì cần tạo cái việc lành, tạo cái thiện nghiệp như là các cái thiện sự ở trong cái đời sống, để rồi bổ túc ba la mật để đạt được cái trạng thái vô ngã, đạt được cái trạng thái giải thoát. Thì đến lúc nào đó thì mình hoàn toàn lìa bỏ cái tôi này, đến một lúc nào đó lìa bỏ cái tôi. Giống như một người á, thì muốn đi qua sông á, thì cần phải có thuyền, có bè, có phao gì đó, thì mình phải có cái phương tiện đó nha. Mình mượn cái phương tiện đó để mà mình đi qua sông nha. Khi mà mình qua sông rồi đó thì mình cũng không cần cái phương tiện đó làm gì nha, cũng không cần phương tiện đó. Cho nên là khi mà giai đoạn tu tập đó, thì con nghĩ rằng là mượn cái từ ngã ở đây để mà mình tu tập, như là Phật dạy rằng người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Tức là mình phải biết thức tỉnh, nhận thức rõ, rồi mình biết tạo cái việc lành, phải biết tu tập. Chứ không phải là không tu tập, mà mình biểu rằng mình đi qua sông mà mình không cần gì hết á, thì có
con nghĩ rằng cái đó là nói chỉ lý thuyết thôi chứ cũng không có. Nhưng mà mình qua bên kia rồi đó, thì giống như là cái câu Phật ngôn Phật gọi là chánh pháp còn bỏ hà uống là phi pháp. Thì ở đây con nghĩ rằng đạt được cái trạng thái vô ngã rồi đó, thì không cần cái chuyện đó, không cần cái việc mà tu tập, không cần cái việc mà tạo dựng công đức, bởi vì đã đạt được cái trạng thái đó rồi, đạt được trạng thái đó rồi. Cho nên con nghĩ rằng trong cái đời sống hàng ngày đó, thì về phương diện đối cảnh đó, thì mình đừng có chấp giữ, chấp một cái thứ gì nhiều quá. Mình chấp đó, thì mình bị dính mắc cái tôi của mình ở trong cái cảnh đó, dính mắc nhiều thứ, và nó luôn luôn có một cái trạng thái tôi ở trong đó rất là nhiều. Mà chấp thì nó lại là càng khổ, dính mắc càng nhiều nó lại càng khổ. Nhưng mà về trên phương diện tu tập thì con nghĩ là mượn cái tôi này để mà mình tạo công đức, để tạo cái thiện sự, tạo cái pháp độ ba la mật, để đạt được cái sự an lạc, giải thoát. Và khi mà mình tu tập thì con nghĩ rằng là mình nên tạo công đức, bởi vì mình phải mượn cái tôi đó để mà mình làm. Chứ giờ mình nói mình không làm gì hết, hay mình nói vô ngã, mình không làm thiện sự, ác cũng không làm, thiện cũng không làm, nó không được. Thiện không, ác không làm chưa hẳn là làm thiện, mà ác không làm thì phải làm thiện. Và do vậy đó thì cái thiện này đó, nó giống như là cái chiếc phao, nó giống như là cái thuyền bè để mà mình tu tập thôi. Thì trong tất cả các cái thiện sự, từ cái việc mà bố thí, trì giới, cung kính nghe pháp, vân vân, thì những cái thiện sự đó như là cái chiếc bè để chúng ta tu tập qua bên kia bờ sông. Khi qua bên kia bờ sông rồi thì chúng ta cũng không cần cái chuyện đó, không cần cái chuyện đó, bởi vì chuyện đó đã qua rồi, chúng ta đã làm rồi. Như là trong kinh nói là cái gọi là phạm hạnh đã viên thành, phạm hạnh đã viên thành. Cho nên là chúng ta phải tích cực tu tập, tạo dựng các cái công đức thiện sự trong đời sống hàng ngày. Và đó chính là mình mượn cái tôi này để mà mình làm. Mà trong cái cảnh á, thì mình nên tránh xa. Khi mà những đối với cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm á, thì cái gì mà để cho phiền não nó sanh khởi thì chúng ta cũng đừng nên dính mắc vào nó. Dính mắc nó thì có cái tôi ở trong đó. Cho nên là mình chỉ biết được những cái thiện sự để mà mình làm. Theo con nghĩ rằng là đời sống tu tập thì nên từ bỏ cái mục đích cuối cùng của mình, là nên từ bỏ cái bản ngã. Và trong đời sống hàng ngày thì khi mà đối với cảnh thì chúng ta cũng làm sao tập cho mình một cái tâm đừng có dính mắc ở trong cái lấy cái ngã này để mà dính mắc vô trong đó, thì nó càng bị trói buộc thêm, không có lợi gì hết cho mình. Nhưng mà mình phải tạo trữ công đức và mượn cái tôi này, cái ngã này, cái tôi này để mà mình làm, như là cái câu mà Phật dạy vậy. Thì con nghĩ đó là một cái từ mà Phật muốn mượn cho cái từ gọi là tôi chủ thể, để mà mình làm cái công đức thiện sự gì đó. Mình muốn tu thành Phật thì mình mới, mình muốn tu thành Phật thì mình phải thực hành những cái thiện pháp. Mà muốn thành thiện pháp thì mình phải nỗ lực để mà mình thực hành trong đời sống hàng ngày. Thì con xin có chia sẻ cái suy nghĩ của con liên quan cái câu hỏi đầu tiên mà thượng tọa vừa nêu. Con xin được xuống mít kính thỉnh thượng tọa trở lại. Chào thượng tọa, chào thượng tọa Phật tử. Thưa thượng tọa, hôm nay thượng tọa là vì giảng sư ở trong ngày đó, thỉnh thượng tọa trả lời thêm một câu trắc nghiệm. Cho nó bắt câu trắc nghiệm sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận và trả lời thuộc sự luân phiên giữa các chư tăng. Mời quý vị tự trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 của ngày hôm nay. Điều nào sau đây là hệ lụy của ngã chấp khi có thể nhận ra trong đời sống hàng ngày? Và chúng ta không cần phải nhận xa xôi mà thấy trong hiện tại có thể thấy được cái phiền, cái khổ, cái hệ lụy của những ngã chấp. A. Khi mình không thật sự làm chủ mà nghĩ mình làm chủ sẽ khổ. Ví dụ như nghĩ rằng thân này là của mình, nhưng không thể luôn trẻ trung và khỏe mạnh thì mình khổ. Tại vì mình muốn trẻ hoài mà nó không trẻ mình khổ sở. Và ai mà nói mình già mình cũng khổ. Và mình muốn mình khỏe mạnh như mình thì mình khổ. B là khi chấp thủ đây là của ta thì cái nhìn không khách quan. Ví dụ như là đề cao quan niệm của mình, dân tộc của mình,
cái gì của mình là giấc mơ của mình chẳng hạn. C là ngã chấp thường làm hỏng thiền tâm tăng trưởng và tăng trưởng phiền não. Thí dụ người tạo phước mà đề cao cái tôi thì khiến phước sự không được viên mãn. Mình làm phước mà thấy người nào mà có vẻ chú động nói nhiều cái tôi quá thì mình thấy rằng cái việc phước sự nó không có trong sạch hoàn toàn, như là một người làm phước mà với cái tinh thần ít có đề cao cái tôi. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý vị tử trả lời và quyết định sự tỏ tin quan niệm cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì quý Phật tử chọn cho mình một cái câu trả lời trắc nghiệm qua cái câu trắc nghiệm này. Chúng ta thấy cái câu trắc nghiệm số 1 ở đây đó là điều nào sau đây là hệ lụy của ngã chấp có thể nhận ra ở trong đời sống hàng ngày. A là khi mình không thật sự làm chủ mà nghĩ mình làm chủ khổ sẽ khổ, thí dụ như là thân này của mình nhưng không thể luôn trẻ trung khỏe mạnh. Thì ở đây đó chúng ta thấy cái câu A đó thì có cái ngã chấp ở trong. Ngã chấp khi nào mà mình thật sự ra thì Phật dạy gọi là vô ngã. Chúng tôi nhớ cái bài kinh mà Sách Gia Cá đó, Phật bảo Sách Gia Cá nói là có cái tự ngã, thì Đức Phật bảo rằng dạy rằng là nếu mà ông bảo tự ngã thì ông bảo nó đừng già, đừng bệnh, cái thân này đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết đi, nó có làm theo ý của ông hay không đó. Chúng tôi có nhớ cái ý đó. Thì ông Sách Gia Cá ông nói là không, thì Phật nói là đó có cái ngã ở trong. Cho nên ở đây đó là nói vô ngã là cái mà chúng ta thấy rằng cái thân của mình á, hay hoặc là cái vạn vật mà vô tình ở bên ngoài á, đặc biệt nói đến cái thân của mình á, thì không có cái tôi ở trong đó. Nếu mà mình xét cái khía cạnh của chân đế thì rõ ràng là năm quẩn, năm cái thành phần tập hợp lại, sắc quẩn là thể chất của chúng ta, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn nó thuộc về phần danh quẩn, tức là tâm của chúng ta. Thì năm cái thành phần này nhóm hợp lại cho nên được gọi là quẩn, tập hợp của quẩn thôi, chứ không có cái tôi ở trong đó. Mình hiểu cách nào đó thì không có cái tự ngã đó. Không có tự ngã, bởi vì không có, ngay cả lúc mình đi tái sanh á, thì cái thức tái sanh đó đó nó cũng phải chiêu cảm lấy nghiệp, chứ không phải là do có cái tự ngã. Trước và sau nó cũng hoàn toàn, mặc dù là tâm tử, tâm hộ kiếp hay là tâm tâm tục sinh thì nó cũng chỉ là một, nhưng mà ra qua giai đoạn của kiếp mới á, thì nó cũng không phải là một đời sống mới. Từ ở cái tâm tử cho đến tục tâm tục sinh nó hoàn toàn là khác, là gì á, nó chiêu cảm lấy nghiệp qua một đời sống mới, qua một đời sống mới, không phải là không phải là một cái luồng như người ta nghĩ, không phải là một cái tôi như người ta nghĩ hay cái gì đó, mà nó luôn luôn mãi mãi, nó chỉ chẳng qua là thay đổi ở trạng thái này sang tới trạng thái khác và tập hợp của các nhân duyên thành tụ lại, cho nên là không có cái gì được gọi là có cái tự ngã ở trong đó. Trong đời sống hàng ngày đó thì rõ ràng là khi mà chúng ta chấp vào một cái gì đó, cái tôi đó, thì chúng ta khổ. Chúng ta nghĩ nói như vậy đó để mà mình thoát, mình không chấp nó cũng khó, nhưng mà mình chấp là rõ ràng là khổ. Mình ở trong phạm vi của bản thân của mình thì mình chịu khổ trong bản thân của mình. Cho nên là ai mà xúc phạm đến mình là bằng mọi cách mình phải chống trả, bằng mỗi cách mình phải cái này cái kia. Rồi ai mà nếu mà phạm vi cái tôi của mình mà ở trong một cái phạm vi của gia đình thì mình sẽ khổ ở trong gia đình, khổ vì cái gia đình đó, gia đình nhỏ cũng vậy. Rồi cái phạm vi của mình, cái ngã của mình nó lan rộng cho một làng, một xóm, một ấp, một tỉnh, một thôn nào đó thì nó sẽ khổ trong đó, hay quốc gia nào đó thì khổ quốc gia đó. Cho nên ở đây nó là cái ngã mà nó lan rộng tới đâu thì mình sẽ khổ tới đó. Rõ ràng là như vậy.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Chúng tôi bị gặp về trục trặc. Dạ, cảm ơn ạ. Cho nên ở đây đó là cái chỗ nào mà mình chấp cái tôi ở trong đó thì đều là khổ hết. Dạ. Ngay cả trong thân của mình cũng vậy. Bản thân của mình, gia đình, làng xóm, quốc gia gì đó thì nó có cái khổ ở trong đó. Vì cái tôi của mình dính ở trong đó thì hả, mà cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái tôi đó thì đều là khổ. À, cho nên là bản thân của mình hiểu là mình có cái tôi thì mình đâu có làm chủ được nó đâu. Nhà bệnh thì nó bệnh, già nó già, trẻ già thì già, chết cũng phải chết thôi, đâu có làm chủ được. Cho nên điều đó là không thể nào có được. Cho nên mình chấp là mình khổ. Cái câu B ở đây là khi chấp thủ ở đây là của ta, cái này cái thì cái nhìn không khách quan. Thí dụ như đề cao cái quan niệm của mình, dân tộc của mình, thì cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là giống như thường thường đó là mình hả, mình cái tôi của mình á mà chấp đến đâu thì mình lại khổ đến đó, và lại là khổ đến đó. Mình đề cao đến đâu đó, thì mình lại khổ đến đó. Cho nên cái việc mà mình chấp cái tôi ở trong đó đó thì thường thường nó là mình không có một cái gì mà nó đúng hoàn toàn, mà nó không có cái khách quan, mà ở trong đó hoàn toàn trong cái suy nghĩ của chính mình. Cho nên cái quan niệm cái như thế này thế nọ, cho nên là mình chưa có thấy vậy. Chứ khi mà mình nói trong phạm vi của bản thân của mình á, thì mình lại chấp cái của mình. Rồi phạm vi ở một quốc gia, hay là phạm vi ở chòm xóm, láng giềng, tổ ấp gì đó, ví dụ, thì trong cái phạm vi đó thì chúng ta đều có cái dính mắc ở trong đó. Rồi hả, cái gì, ví dụ như bây giờ nè, mình nói giống như là mình là tu sĩ, nhưng mà lỡ có một tu sĩ nào không có hình ảnh đẹp, không hay rồi đó, thì mình cũng nghĩ là mình cũng hơi buồn buồn, chạnh lòng một chút. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng không phải là mình nghĩ một cách gọi là vô tâm với những người đó, nhưng mà rõ ràng có người đó họ cũng là tu sĩ, nhưng mà họ không hay, không tốt, không đẹp gì đó, thì mình cảm thấy mình buồn. Hay hoặc là có ai mà nói đến Phật giáo thì mình cũng cảm thấy mình buồn, nói xấu đến Phật giáo thì mình cảm thấy mình buồn. Thì rõ ràng là như vậy. Nhưng mà rõ khi mà mình chấp cái gì đó thì rõ ràng là cái đó nó làm cho mình phải buồn phiền lỵ ở trong đó. Cái câu C á, là ngã chấp thường hỏng thiện tâm và tăng trưởng phiền não. Ví dụ như người tạo phước đề cao cái tôi, thì nếu mà chúng ta làm diện sự gì cũng vậy á, trong cái việc bố thí hay là việc cái trì giới, cái việc tham thì, mình đề cao cái tôi của mình, không có mình là không được, hay mình là người đặc biệt, mình là cao cả hơn cả, mình là người quan trọng, vân vân, mình được người ta biết đến rất là nhiều vậy đó, vân vân. Thì khi mà mình làm những cái chuyện đó mà mình thường đề cao cái tôi, trong trường hợp nào mà nếu người ta không đề cao cái của mình á, đề cao mình á, thì mình cảm thấy mình buồn á, cảm thấy mình buồn. Có những người thì muốn tạo phước thì muốn nêu danh, có người thì muốn cho mình là người ta biết đến mình nhiều, hoặc là người muốn tạo phước để muốn được người ta khen tặng mình nhiều, vân 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 vân. Thì nói chung là mình đưa cái tôi của mình lên, và khi đó thì cái thiện sự của chúng ta đó nó chưa đầy đủ những cái yếu tố thuận lợi để gọi là đầy đủ trong cái việc thí của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta được cái đối tượng để chúng ta thí là tốt rồi, vật thí chúng ta đã chuẩn bị rồi, và vật thí đó cũng là vật thí tốt rồi. Bây giờ cái tâm của chúng ta mà có những cái trước khi làm, rồi trong khi làm, đang khi làm, rồi sau khi làm, chúng ta thường đưa cái tôi của mình lên và không ai biết tới mình, thì rõ ràng là cái tôi của mình nó làm khổ cho mình. Thì cái
cái phước đó đó nó chưa có đầy đủ cái yếu tố thứ ba là yếu tố cái tâm lý của chúng ta nó không thật sự thanh tịnh, mà lúc đó là chúng ta muốn cho người ta biết cái tôi của mình, cái cao, cái tôi của mình, cái bản ngã của mình, hay là người ta xưng tụng mình, cái đáng tháng mình, vân vân, nhiều thứ. Thì lúc đó là mình cảm thấy là mình khổ, cảm thấy mình khổ, cảm thấy mình khổ. Rồi D là cả ba câu trên đều đúng. Thì quả thật là khi nào mà có cái ngã chấp á, thì trong đời sống hàng ngày nó thường biểu hiện ra những cái suy nghĩ như vậy, cái suy nghĩ như vậy. Cho nên là cái hệ lụy của ngã chấp á, nó thường thường là có những cái trạng thái như vậy. Khi mà chúng ta thấy cái câu D đó thì gồm là cả ba câu trên đó, thì nó đúng trong cái nghĩa là như vậy. Cho nên là tôi cũng thấy quý vị Phật tử cũng chọn cho mình cái câu D đó, chúng tôi chọn cái câu D để làm đó. Vì quý vị chờ chúng tôi một chút, và thấy Phong Lan là D nè, nó chạy đi. Dạ, thôi chúc mừng quý Phật tử nha. Bây giờ con kính thỉnh thường tòa trở lại. Sa thú kính thỉnh thường tòa Pháp Tân. Thường tòa Tổ Sư ơi, thường tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thường tòa Tổ Sư nghe được kính thỉnh, thường tòa trả lời cho câu số 2. Một lần nữa xin được hỏi thầy Tiểu Siêu, thầy Tiểu có mặt ở trước máy không? Dạ, thầy Tiểu Siêu, có một số người hiểu như vậy là đồng ý rằng như là Đức Phật dạy một cách rõ ràng, sắc quẩn là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn là vô thường, hành quẩn vô thường, tức quẩn vô thường, đồng ý. Và cái gì vô thường là khổ đồng ý, cái gì vô thường là khổ thì không nên chấp rằng đó của ta là ta, tự ngã của ta thì đồng ý. Nhưng mà người ta hao mang máng nghĩ rằng ở trong sự hiện hữu của một chúng sanh như chúng ta chẳng hạn, thì ngoài năm quẩn đó thì nó còn có cái gì nữa, thì từ Phật pháp thì tỏ có đọc được ý niệm nào như vậy không, ngoài năm quẩn ra còn có cái nào mà là sự hiện hữu chúng sanh mà không được đề cập đến ở đây không? Ở trên đỉnh như vậy. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Bổn Thầy nha. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử, trong câu thảo luận số 2 hỏi rằng cái gọi là chúng sanh với toàn bộ hiện hữu có gì nằm ngoài năm quẩn không? Ở đây thưa quý vị, với năm quẩn đó là những thành phần mà từ đó gọi là 12 xứ, 18 giới. Do đó không có cái gì nằm ngoài năm quẩn khi mà chúng sanh hiện hữu. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, chúng sanh hiện hữu đầu tiên là chỉ nói đến hành duyên cho thức. Thức đó là thức quẩn quả, đại biểu cho bốn danh quẩn tái tục. Bốn danh quẩn đó là gồm thức, thọ, tưởng, hành.
và sắc diệt tục sinh. Và trong cái mệnh đề thứ hai đó, thì Đức Phật Ngài mới nói đến thức của quả đó, duyên cho thọ tưởng hành và duyên cho sắc nghiệp bằng cách gọi là thức duyên trên sắc. Rồi danh sắc duyên cho lục nhập, vân vân. Thì như vậy ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến năm quẩn mà chúng ta chuyển thành 12 xứ, thì ở đây nhãn xứ là sắc nghiệp, nhãn tinh hay là thần kinh nhãn, sắc nghiệp, thần kinh dĩ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh đời, cảnh xúc. Như vậy gọi là 10 xứ thuộc về sắc, 10 xứ thô. Còn ý xứ ở đây đó là chỉ cho thức quẩn. Và pháp xứ ở đây là chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và sắc quẩn tế, tức là 16 sắc tế. Như vậy thì khi chúng ta nói đến 12 xứ Ajatana thì nó cũng được bao hàm ở trong năm quẩn, nhiếp ở trong năm quẩn. Rồi chúng ta nói 18 giới, thấy con số là 18, nhưng mà kỳ thật thì như thế này: cái gì là nhãn xứ thì cái đó là nhãn giới, nhĩ là nhĩ giới, tỷ xứ là tỷ giới, thiệt xứ là thiệt giới, thân xứ là thân giới, sắc xứ là sắc giới, thinh xứ là thinh giới, khí xứ là khí giới, vị xứ là vị giới, xúc xứ là xúc giới. Pháp xứ ở đây là chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và 16 sắc tế, giống như là pháp xứ vậy đó. Pháp xứ là pháp giới. Nhưng mà riêng về ý xứ thì ý xứ này chia thành làm 7 thức. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. 7 giới này, 7 giới thức này được gồm lại gọi là ý xứ. Và ý xứ đó là thức quẩn. Như vậy thì khi mà chúng ta nói đến cái sự hiện hữu của chúng sanh, nói năm quẩn là đủ. Từ năm quẩn đó chúng ta suy ra nó là 12 xứ, suy ra năm quẩn đó là 18 giới. Thấy con số 12 và số 18 lớn hơn số 5, nhiều hơn số 5. Nhưng mà năm quẩn đã thu nhiếp toàn bộ 12 xứ, 18 giới trong đó. Bởi vậy cái gọi là chúng sanh đó, với toàn bộ hiện hữu, không có gì ngoài ra năm quẩn nữa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đản như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Thưa thưa quý nhân, thưa tòa đại sư, bên thưa tòa đại sư, thưa tòa quan hệ cho xin đáp án câu trách nhiệm số 2.
Trước khi chúng ta qua cuộc thảo luận với chư vị giảng sư khác, mời quý Phật tử trả lời cho cô các điểm số 2. Thuật cử nào sau đây trong Phật học đều nằm trọn trong ngũ uẩn, mặc dù danh gọi có khác? A. Danh và sắc. Chúng ta gọi ngắn rồi là danh sắc. B. Thân và tâm, hay là thân tâm. C. Là căn cảnh và thức. D. Là cả ba ABC đều đúng. Mời quý vị tự trả lời và kính thỉnh thư tọa để xin quan hệ cho đáp án. Quý vị có biết tại sao chúng tôi cầm mic chậm? Tại vì Thượng tọa Tây Quyền mới vừa vào, cái tên của Thượng tọa Tây Quyền hiện lên nó che mất cái mic của chúng tôi. Cái bệnh thóc mới nó kỳ lạ quá. Nó phải chờ cho Thượng tọa Tây Quyền vô lớp, ngồi xuống rồi đó, thì lúc bây giờ cái mic, cái vòng tròn nó mới hiện ra, chúng tôi mới điều khiển được. Cái nào nó cũng có cái lợi mà nó cũng có cái bất lợi. Bây giờ chúng ta có câu trắc nghiệm số 2. Thuật ngữ nào sau đây trong Phật học đều nằm trọn trong ngũ uẩn, mặc dù danh gọi có khác? Một là danh và sắc. A là danh sắc. B thân và tâm. C căn cảnh và thức. Thì ở đây thưa quý vị, câu D là ABC đều đúng. Để chúng tôi xem cái hôm nay các Phật tử rồi sao không thấy các vị chỉ thấy có mình tâm pháp là cô đê, các Phật tử chúng ta có trả lời không? Pháp Lữ là D, Quyền Ngọc là D, Diệu Giác là D, Phong Đăng là D, Quang Nguyệt là D, Lạc 2017 là D, Trần Đạo là D, Hồng Thầy Kim Dung là D, Từ Mẫn là D. Quý vị có thêm nữa không? Dạ hết rồi. Kính thưa quý vị, đâu rồi cái câu? Xin quý vị chờ chúng tôi chút. Trong cái câu trắc nghiệm số 2 này chỉ có một câu đúng, nhưng mà không phải là câu D. Vì câu B và câu C sai, do đó cho nên câu D không có tác dụng. Tại sao vậy? Vì câu B thân ở đây là sắc uẩn, nhưng mà tâm ở đây là chỉ là thức uẩn, mới chỉ có hai uẩn chứ chưa nằm trọn ở trong ngũ uẩn. Căn ở đây là chỉ cho năm sắc thần kinh,
thần kinh nhãn, thần kinh dí, thần kinh tý, thần kinh thiệt. Thần kinh thân. Vậy môn. Cảnh đâu đi? Cảnh sắc, cảnh thinh, khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Còn thức ở đây chỉ cho nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cái câu này chi pháp nó còn hạn chế hơn câu B nữa thưa quý vị. Chữ thân ở trong câu B là chỉ cho 28 sắc pháp, nhưng mà căn và cảnh ở trong câu C thì chỉ có lấy 5 sắc thần kinh và 5 sắc cảnh giới mà thôi. Và tâm ở đây là lấy thức thì cũng phải rồi, nhưng mà nó hạn chế hơn nữa, tức là không có. Trong cả câu B và câu C là chưa có kể đến thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Do đó chỉ có một thuật ngữ ở trong Phật học, chỉ có thuật ngữ danh là sắc á, là nằm trọn trong ngũ quẩn. Bởi vì danh nam á ở đây là bốn danh quẩn, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, gọi là danh. Sắc quá ở đây là chỉ cho 28 sắc pháp. Do đó trong A, B, C, D chỉ có A là đáp án đúng, và chúng tôi chọn cái đáp án này cho câu thảo luận, cho câu trắc nghiệm số 2. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bồ Thầy. Sao chú kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Sư. Câu tiếp theo sẽ thỉnh Thượng Tọa Thiên Quyền. Nhưng mà trước khi trả lời của Thượng Tọa Thiên Quyền thì chúng tôi xin thưa rằng không. Chúng tôi thì qua điểm có một trả lời của số 2 các kiểm tra khác của Thượng Tọa Thiên Siêu. Khi mà nói thân và tâm đó, thì chúng tôi không nghĩ là thân nó chỉ đề cập đến thức quẩn thôi. Thật ra tâm đó, chỉ để thức quẩn mà thôi. Tại vì tâm thì luôn luôn nó có thọ tưởng hành thức là đi chung với nhau, nó không thể chia nhau được. Khi mà nói thân và tâm giống như danh và sắc vậy đó. Và cái tâm thì bao gồm cả thọ tưởng hành thức. Và khi mà chúng ta nói sáu căn, sáu cảnh và sáu thức thì nó bao gồm 18 giới. Thật ra nó chỉ là từ vựng khác, sự phân chia khác. Nhưng mà chúng sanh thì có thể chia từ 12 xứ và 18 giới, thì nó là một cách nói toàn bộ. Riêng chúng tôi thì thật ra chúng ta hiểu tâm là thức cũng được, nhưng mà chúng tôi không hiểu, chúng tôi không có nghĩ là tâm nó chỉ có một phần là tâm là thức, mà tâm là gồm có thọ tưởng hành thức. Ở đây thì câu số 2 chúng tôi và Thượng Tọa Thiên Siêu có khác nhau một chút. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Thiên Quyền, không biết Thượng Tọa Thiên Quyền có mặt trước máy và có nghe được không? Dạ, Thượng Tọa Thiên Quyền, ở đây chúng ta nghe nói năm quẩn và năm thủ quẩn, thì năm quẩn với năm thủ quẩn nó khác nhau thế nào và giống nhau thế nào, chúng ta gọi là đồng và dị á, tại sao chúng ta không gọi là năm quẩn mà chúng ta gọi là năm thủ quẩn? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Thiên Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe không?
Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ đạo tràng chúng con nghe rất là rõ, nhưng mà sư không thấy màn hình nên con xin phép được để sư xuống cho sư thấy màn hình. Còn kính nhân bích đến sư lại ạ. À. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Và bây giờ nghe được rồi ha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Đại Pháp Tăng, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Từ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Khán giả đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ hỏi rằng năm quấn và năm thủ quấn đồng vị thế nào? Năm quấn, quấn là gì? Từ chữ khanh thá, tức là đóng, là khối. Quấn đây tức là một đống của ru bắc khanh thá, tức là sắc. Ru bắc khanh thá, sanh nhất khanh thá, tưởng, sắc, thọ, quê đến nắc khanh thá, sanh nhất khanh thá, sang khai rắc khanh thá, và quy nhan nắc khanh thá, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức quấn. Còn ở đây, năm thủ quấn cũng là năm, năm quẩn, nhưng gọi là ru bắc hành thấu ba đà ná, và cộng thêm cái chữ chấp thủ nữa, thì chúng ta gọi là năm thủ quẩn, tức là chấp về sắc này là của ta, thọ này là của ta, tưởng này là của ta, hành này là của ta, và thức này là của ta, và bên trong bên ngoài, quá khứ hiện tại vị lai vân vân. Cho nên đồng là đồng năm quẩn, mà khác vị tức là có chấp thủ và không chấp thủ. Một vị A-la-hán, các ngài cũng có năm quẩn, sắc, tưởng, hành và thức quẩn, nhưng các ngài không có chấp thủ. Chúng ta nhớ năm thủ quẩn, các ngài không có chấp thủ năm thủ quẩn. Khác hơn chúng sinh cổ bình thường. Đây là cái dị biệt đối. Trước nhất là chấp năm thủ quẩn, và như là chúng sinh bình thường có năm quẩn và chấp năm quẩn. Trên hỏi năm quẩn nó đồng tức là cũng đồng là năm quẩn, nhưng cái chấp như chúng tôi vừa nói, sắc này là của ta, thọ này là của ta, tưởng này là của ta, vân vân, thì chấp như vậy đó, chúng tôi gọi là ngũ thủ quẩn, tức là ru bắc hành thao ba đa nát. Thì ở đây đối với các vị thánh thì các ngài không còn cái năm thủ quẩn đó nữa. Quả thật thì nếu chúng ta thấy nó vi tế và nó thô chấp từ cái thọ, tưởng, hành và thức thì chúng ta thấy bình thường. Chứ như điều thí dụ bây giờ mình nhớ lại cái giỏi của mình, cái đẹp của mình, cái hay của mình, cái tốt của mình ở quá khứ. Chúng tôi trẻ đẹp như thế này, chúng tôi hay như thế kia, chúng tôi được giàu sang, hoặc là cảm thọ, hay là cái chúng tôi được dễ chịu, được sung túc, vân vân. Tất cả những cái điều đó chúng ta suy nghĩ về một cái bất cảnh về quá khứ thôi. Tức là chúng ta tưởng nhớ về quá khứ mà chúng ta nắm về thủ giữ nó. Thì đó chính là đối với chúng sinh phàm phu và chấp như vậy. Và không biết rằng đời tương lai sắc quẩn mình nó sẽ như thế nào, thọ quẩn nó sẽ như thế nào, và tưởng quẩn mình nó như thế nào. Thì đó là chúng sinh phàm phu. Ngược lại các bậc thánh thì không có. Các ngài có năm quẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn. Nhưng năm quẩn đó chỉ là năm quẩn của vần xoay cuộc đời. Như là các ngài cũng có sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn. Bởi vì tâm của các ngài xài nó không có thiện, có ác. Mà chấp đây chính là tham. Mà các ngài thì không còn tham. Chúng ta nhớ rõ như vậy, các ngài không còn cái tham ái. Mà không còn tham ái thì ở đó chính là chúng ta. Chúng ta sanh tử khổ đau lăn trôi từ đời này qua đời nọ. Cứ như thế thì ngay cả tại sao mà chúng ta bị sanh tử luân hồi? Bởi vì do ái này làm nhân, ái này làm duyên. Ái thì nó duyên cho thủ này. Thủ này nó phải bị cái sự... Mà cái gì các pháp hữu vi phải bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối. Thế là chúng ta phải có sanh thì phải có già, phải có bệnh, phải có chết, hay là sầu bi khổ não, vân vân. Ở đó chính là cái bệnh, cái chết. Thì
thì chúng ta khi mà chúng ta chết đó, chúng ta ước muốn, chúng ta sợ chết. Vì chúng ta sợ chết cho nên chúng ta mới có cái gì? Tức là thủ giữ không được và có cái ước muốn. Ước muốn có được tiếp tục nữa. Thì đây chính là chấp thủ về ngay cả luôn cái kiếp sống của mình. Mà cái đó chính là thức quẩn. Chúng ta mong muốn có một cái kiếp sống tương lai. Chúng ta được sống. Được sống thì muốn sống. Chết chúng ta sợ chết. Thì chúng ta muốn sống thì coi như là thế là sanh hữu nghiệp hữu nó sẽ chi phối chúng ta. Và thế là có già chết sầu bi khổ não. Cứ như thế mà vần xoay trong cuộc đời. Có những chúng sinh sanh ở cõi nhất quẩn, có những chúng sinh sanh ở cõi tứ danh quẩn, có những chúng sinh ở cõi ngũ quẩn như chúng ta đây. Thì nếu mà nói về cõi thiêm nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ở cõi ngũ quẩn tức là có mắt tai mũi lưỡi thân và ý, và có luôn cả tức là sắc thọ tưởng hành và thức quẩn. Con xin nhắc lại cái dị biệt của nó đó chính là có cái sự chấp thủ. Năm thủ quẩn đồng dị là đồng là tất cả năm quẩn nhưng dị tức là sự chấp thủ nó khác. Và cũng như xin nhắc lại là bậc thánh thì các ngài bậc thánh tứ quả thì các ngài không còn chấp thủ nữa bởi vì trừ tham ái. Cho nên tứ đạo đã kết thúc và tứ quả thì chắc chắn rằng không còn sanh y, không còn một cái tham ái, dầu cho là vi tế các ngài cũng không còn thì chấp thủ các ngài không còn. Cho nên không còn già, không còn chết, không còn sầu bi khổ não trong tương lai nữa. Đây chính là câu thảo luận trả lời của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài và con kính cung thỉnh thượng tọa Hiệp Đàm quay trở lại để tiếp tục điều học. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chào thượng tọa chủ tọa Quyền. Bạch thượng tọa Thiếu Siêu, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thì là Thiếu Siêu còn ở trước máy xin chúng ta có thể trở lại một chút trước khi đi qua một câu trắc nghiệm. Một lần nữa Thiếu Siêu thượng tọa có mặt ở trước máy không? Đại đức Pháp Tính đây, Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Để đối với chúng con nghĩ trả lời là tại sao thường thường đó mình nói rằng thọ tưởng hành thức luôn luôn đi chung với nhau. Nếu đi chung với nhau tại sao mình phải phân biệt? Mình phải phân biệt là đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành thức. Tại sao mình không nói chung cái tâm cho nó gọn mà chúng ta lại phân biệt như vậy? Bởi vì nó luôn đi chung với nhau. Và có cái hiện tượng nào ở trong đời sống mà chúng ta gọi đó là cái biểu hiện của thọ quẩn? Hiện tượng nào gọi là tướng quẩn, hành quẩn chuẩn mà cho chúng ta thấy nó nổi trội, nó phân biệt không? Cái trình để phân tích. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuyên Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức hạnh. Kính chào quý vị Nam tính. Cảm ơn quý vị đã cho biết được
đi học bên mình là được rồi. Alo, sao kỳ nãy giờ chúng tôi thấy đường internet của chúng tôi chúng tôi thấy đường internet của chúng tôi tốt lắm à. Dạ con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn đại chúng. Vậy mà ở trong cái công này thường là mình thấy rằng là tưởng hành thức hoặc là tưởng hà thì nó lung đó thì, nhưng mà tại sao có lúc là chúng ta phải phân tích ra là thọ quẩn, có lúc chúng ta phải phân tích ra tưởng quẩn vân vân. Thì ở trong cái trường hợp này đó, quý vị thấy rằng là mỗi cái đó nó có mỗi cái trạng thái nó khác nhau. Tuy rằng nó đồng sanh, nó đồng diệt, nó đồng biết cảnh, nó đồng nương vật, nói theo cái cõi ngũ uẩn, thì nó có bốn cái sự độc đó, nó có bốn cái sự độc đó. Nhưng mà có khi là chúng ta phải phân tích ra để chỉ vì để cho chúng ta hiểu được, chúng ta nhận được. Tại vì ở trong cái cuộc đời, ở trong những cái tập khí của tất cả chúng sanh, thì quý vị thấy rằng là căn người là đây cái căn của họ chậm. Đại Đức Pháp Tính đây, ở trong trung không còn nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính xin mời biết. Cái thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Chưa. Thì hồi nãy chúng tôi tại sao mới nhắc đến nhà.
Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ xin đạo tràng có nghe được tín hiệu con không ạ? Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính, con thỉnh Ngài gầm mít á. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ kính đạo tràng chờ đợi trong giây phút. Hình như là cái đường dây hai máy bị tắt hết rồi. Dạ kính xin đạo tràng quan khỉ cảm nhận trong giây lát. Nam Mô Bố Tha Giá. Thưa quý Phật tử, có lẽ là để không làm mất thì giờ đó, chúng tôi xin giúp lời từ Phật tính một chút. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với thảo luận của Chư Tăng. Ngày hôm qua, thưa quý vị, chúng ta học với Kinh Mãn Nguyệt. Đó là một bài kinh mà Đức Phật Ngài giảng trong một ngày trăng tròn. Có lời Bồ Tát thời xưa thì không có đèn điện như chúng ta bây giờ. Có khi buổi tối đó, Đức Phật Ngài giảng pháp cho chư tăng và Phật tử ở những nơi mà có chùa chiền được xây cất một cách đầy đủ, như ở chùa Trúc Lâm hay là ở chùa Kỳ Viên, cái chùa gọi là Buparabá. Buparabá là Đông Phương Tự. Đông Phương Tự là chùa về hướng đông, là tại vì ngôi chùa này là của bà Visakha xây cất. Do cái nhân duyên là bà bỏ quên cái người thị nữ mà bỏ quên cái áo choàng của bà ở trong chùa Kỳ Viên, và sau đó bà cho người thị nữ trở lại để lấy cái áo choàng, thì biết là Tôn Giả Nanda đã cất rồi và đã đưa lại, thì bà phát tâm để bán cái áo choàng đó, và không có ai có khả năng mua, tại vì nó, chúng ta gọi là cái áo choàng có cái giá trị liên thành, cẩn rất là nhiều ngọc quý trên đó. Do đó chính bà bán và tự mua lại, và lấy số tiền đó được cất ngôi chùa ở phía đông gọi là Buparama. Thì thưa quý vị, ở đây thì chúng ta có câu Migara Vatu. Vasada là lọc mẫu dẫn đường. Lọc mẫu dẫn đường thật ra thì đây là cái tên mà của ông cha chồng của bà Visakha. Khi mà được bà cảm hóa đó, thì ông gọi một cái danh từ rất là tôn kính là bà Visakha, giống như mẹ của ông vậy đó. Không phải là dâu mà giống như mẹ của ông vậy đó. Thật ra có cái tên là mẹ của Migara. Thật ra chúng ta nghe lọc mẫu nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà cái Migara là mẹ của Migara. Thì ở tại đó trong một ngày trăng tròn, như chúng tôi nói rằng thời xưa không có đèn điện, thành ra ngày trăng tròn mà trăng sáng vằng vặc, thì trong cái lễ Bồ Tát, Đức Phật ngồi giữa chư tăng, và một tỳ kheo đã bạch hỏi Đức Thế Tôn về, xin Đức Thế Tôn cho hỏi, thì Đức Phật Ngài Ngài cho phép và vị đó ra hỏi về sắc thú quẩn, thọ thú quẩn, tướng thú quẩn, hành thú quẩn và thức thú quẩn. Khi mà chúng ta nói về quẩn thì chúng ta nói về hiện tượng, chúng ta nói về hiện tượng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về thú quẩn thì nó lại hàm thêm cái ý nghĩa, đó là cái thành quả của hiện tượng. Và chính ở trong đó đó, nó cũng là cái đối tượng để tạo nên sự chấp thủ. Cái thành quả của hiện tượng, thưa quý vị, một cách khái quát đó, thì khi mà chúng ta sanh ra người, thân là như vậy, tâm là như vậy, hay nói cái khác, sắc thọ tưởng hành thức như vậy đó, nó là một cái kết tinh của quá khứ, hay nó là một cái di sản của quá khứ. Chúng ta thấy rằng mình có nhiều dị biệt về thân, về tâm, dị biệt về ngoại hình, dị biệt về cá tính, v.v. Sự dị biệt đó đó, nó là cái kết quả của quá khứ. Bởi vì cái sự tạo tác
và đằng sau sự tạo tác nó sự chấp thủ nó không giống nhau, nên hiện tại nó không giống nhau. Khi nào mà chúng ta xem những cái hình của những con vật ở dưới biển á, quý vị thấy rằng những con vật đó nó có thiên hình vạn trạng. Nó có những con cá mà nó nhiều màu sắc, còn có những con cá thì nó rất là xù xì, rất là xấu. Có những con vật nó nằm bám ở trên cục đá mà cả đời không di chuyển, như con hào, hay là có những con vật mà nó tung tăng bay dậy. Thật ra nếu chúng ta để ý trong cuộc sống hàng ngày, cái tâm thái của con người đó có rất nhiều khuynh hướng. Nhiều khuynh hướng đó. Khuynh hướng rất là dị biệt. Khuynh hướng dị biệt là ví dụ như mình sống, mình có cái khuynh hướng là thích la cà, thích gần với đám đông, có những người thích thu rút mình, có người thích giữ này. Cái khuynh hướng sai biệt, cái sở hành sau sai biệt, và nó tạo nên cái quả của sai biệt. Nhiều khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy những người ăn mặc mà gọi là màu mè nhiều quá, gọi là diêm dúa nhiều quá, người Việt Nam gọi là bóp bóng á. Nhưng mà kỳ thật thì con người mình lạ lắm. Có những người thích nhiều màu, có những người thích một màu, có những người thích cái gì lạ lướt, có như là những cái điều vũ, mà có những người thích sự bất động như là một tảng đá. Và phải nhận là cái căn tính của chúng sanh nó rất là khác biệt. Và do những cái căn tính, cái khuynh hướng khác biệt đó, thì cái tạo tác nó đi theo đó, và nó đã tạo nên cái gọi là con người của chúng ta hiện tại bây giờ. Thì chúng ta là một cái sản phẩm của nghiệp, và đằng sau cái nghiệp đó là sự chấp thủ của quá khứ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình thường bất mãn, mình nói rằng ồ, tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia, không biết tại sao trời lại giao tôi thế này, cái số mạng lại đưa đẩy thế kia. Nhưng mà đa phần, thưa quý vị, cái cuộc sống của chúng ta nó vốn là cái sản phẩm của quá khứ, cái khuynh hướng quá khứ. Chúng ta đi theo cái nguyện vọng, chúng ta đi theo cái ý muốn, chúng ta đi theo chấp thủ của mình. Và mình phải để ý về điểm này. Vì vậy người ta có câu nói rằng bạn hãy coi chừng những ý tưởng thầm kín của bạn, tại vì rất thường khi những cái ý tưởng đó nó sẽ trở thành sự thật. Chúng ta phải coi chừng cái ý tưởng đó, rất thú vị, nó lạ lùng lắm. Nó manh nha trong đầu của chúng ta. Chúng ta gọi là thú, gọi là chỉ chấp thủ. Bây giờ không phải tự nhiên mà một người sinh ra mà có cái tướng cách của đàn ông, một người sinh ra có tướng cách của người nữ. Nhưng một phần nào đó ở trong quá khứ, người ta đã chuộng, đã thích cái gì gọi là nữ tính, cái là nam tính, rồi nó tạo nên cái giới tính. Cái chuyện đó chúng ta khoan nói chuyện hay dở, đúng sai phải quấy. Nhưng mà mình tới rằng ở trong một cái gọi là nam tính, ở trong cái gọi là nữ tính đó, tôi muốn ảnh hưởng bởi cái thích và cái không thích của quá khứ. Và đó là điều mà chúng ta nên hiểu về thủ quân. Chúng ta nên hiểu về thủ quân. Và ở đây đó, thì khi mà nói về cái khuynh hướng của thủ quân đó, thì Đức Phật ngày đặc biệt, ngày có một vị tỳ kheo, cũng vị tỳ kheo đó hỏi Đức Phật là năm thủ quẩn lý gì làm căn bản. Thì Đức Phật ngày nói năm thủ quẩn lý dục làm căn bản. Dục ở đây tức là cái ý muốn, cái khuynh hướng. Chúng ta phải đi hỏi, tôi có đề cập đến quý vị như là một người có những người thích năng động, có những người thích xã giao, có những người thích yên lặng, có những người thích thế này thế kia, hay là về hình ngoại hình, có những người thích màu mè, có những người thích đơn giản. Thì Đức Phật nói năm quẩn lý dục làm căn bản. Rồi Đức Phật rồi vị tỳ kheo hỏi rồi về chứ năm dục đó đó, các dục đó đó, nó nằm ở trong năm thủ quẩn hay trong ngoài thủ quẩn? Đây là một câu hỏi rất là tế nhị. Chúng tôi không biết là quý Phật tử nào có đọc kỹ cái bản kinh đó. Ở trong bản kinh có câu mà Đức Phật trả lời là
nói các dục đó chính là năm thủ uẩn cũng không phải, mà nằm, nó không phải nằm ở trong mà cũng không nằm ở ngoài. Câu trả lời Đức Phật rất là thú vị, là rất là thú vị chứ quý vị. Thì khi vị tỳ kheo mới hỏi về chuyện phải chăng có sự sai khác dục tham đối với năm thủ uẩn. Dạ, mình nghe kỹ câu này. Câu này là câu mà Đức Phật Ngài trả lời. Quý vị quá khỉ chờ chúng tôi một chút nhé. Ở trong bài kinh này có nhiều đoạn mà chúng ta phải để ý kỹ trong bài kinh đó. Lý do tại sao mà thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại với bài kinh ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, này các tỳ kheo, có thể có, khi mà vị tỳ kheo hỏi rằng phải chăng sai khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẩn, thì Đức Phật nó có thể có. Thì này các tỳ kheo, có người nghĩ như sau: mong rằng có sắc như thế này trong tương lai, mong rằng có thọ như thế này trong tương lai, mong rằng có tưởng như thế này trong tương lai, mong rằng có hành thế này trong tương lai, mong rằng có thức thế này trong tương lai. Này các tỳ kheo, có sự khai sai khác ở trong lục dục, lục tham đối với năm uẩn. Cái nhìn của chúng ta đối với năm uẩn không có giống nhau. Thí dụ như là mong rằng có sắc như thế này trong tương lai, là một người đem bông hoa đến chùa thì mong rằng kiếp sau mình là một mỹ nhân rất là đẹp, tức là phụ nữ đẹp. Có người mong rằng mình làm phước gì điều gì đó, kiếp sau mình trở thành một người lực lưỡng, hay là một người ẻo lả, hay là một người phụ nữ đẹp, hay là một người nam quy dũng. Thậm chí có nhiều người đi tu mà họ mong cái sao họ được cái tăng tướng tốt nữa, thưa quý vị. Cái đó là mình mong sắc quẩn, mình mong sắc quẩn thế này, mong sắc quẩn thế kia. Rồi có những người mong rằng có thọ như thế này ở trong tương lai, mình mong mình sống sẽ vui hoài, mình mong mình sống đừng có khổ, mình mong mình sống mình sẽ có nhiều cái cảm hứng để làm thơ, mình mong rằng mình có nhiều cái cảm hứng để mình hát nhạc, mình cái cảm thọ mình nhiều quá, mong muốn lắm. Mong muốn, nói chung là mình xây dựng cuộc sống đó, nó dựa lên trên cái khuynh hướng về sắc quẩn, về thọ quẩn rất là nhiều. Như trường hợp là quý Phật tử đi làm và cũng mong rằng khi mà mình ở trong tương lai mình có tiền đầy đủ rồi mình thảnh thơi. Thảnh thơi, mình không phải lo lắng này nọ nữa. Thì cái thảnh thơi nó cũng là một thứ cảm thọ. Ở trong lòng mình nó thảnh thơi cũng là thứ cảm thọ. Nhưng mình luôn luôn có một cái đề xuất là ở trong tương lai mình như vậy là như vậy. Rồi tưởng quẩn. Tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn á, căn bản tưởng quẩn á, nó là một cái kinh nghiệm. Nó là cái gì mà mình trải qua, nhưng mà những điều mà gọi là tưởng quẩn như là sự giáo dục, như là kinh nghiệm, như là những gì mình đã hấp thụ ở trong psychology gọi là learning. Learning là cái gì đó mà ban đầu đó nó thuộc về nó xa lạ, nó lạ lẫm đối với mình, nhưng mà rồi bởi vì do cái sự trải nghiệm nó trở nên không còn lạ lẫm nữa. Ví dụ mình học, mình có thể sử dụng một cái ngôn ngữ chẳng hạn, quý vị có thể nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp, mình cái giỏi về ngôn ngữ của chúng ta nó dựa một phần ở trên cái tưởng quẩn. Mình trải nghiệm, mình ghi nhận như vậy, mình nhớ, và lúc mình phô diễn mình có thể sử dụng được điều đó, gọi là tưởng quẩn. Hành quẩn á, là chúng ta nói về cái sự quan niệm tạo tác về thiện ác, về đúng sai phải quấy, về hành xử, về nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái sự quyết đoán ở trong đời sống. Nói một cách khác là giả sử như bây giờ mình ra đường quyết định là mình quả trái hay quả phải, mình đi học mình chọn một cái major, một cái môn học là mình sẽ học về môn khoa học hay là nhân văn, hay là khi mà mình chọn con đường ở trong cuộc sống mình đi theo con đường binh nghiệp hay chính trị hay văn hóa, tất cả đều là hành quẩn. Tất cả là hành quẩn. Thì bây giờ
khi mà chúng ta nói đến hành quẩn đó, thì ở trong đó nó có những điều mà chúng ta thực sự mơ ước. Ví dụ như mình mơ mình trở thành một tổng thống của một đất nước, mình mơ mình trở thành một danh gia thành công, mình mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, mình mơ trở thành một người có tài, thì tất cả điều đó đều nó liên quan đến hành quẩn. Dạ, liên quan đến hành quẩn. Và thức quẩn là gì? Thức quẩn tức là những cái biết của các giác quan, là thị giác, khính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thị giác thì chúng ta muốn thấy được sắc đẹp. Ví dụ như là mình mơ ước là mình sẽ đi du lịch đến những cái phương trời nào đó mà mình có thể thấy được núi cao, hồ rộng, sơn thủy hữu tình. Rồi thính giác là mình mơ ước là mình được nghe những âm thanh rất là hay, âm thanh của âm nhạc, âm thanh của một người thân thương nào đó, âm thanh vân vân. Rồi khứu giác là mình mơ một cái nơi mà có đầy mùi hoa, hương đồng, cỏ đội, mình mùi trầm hương, những sự thơm tho. Và vị là mình cái gì mà thỏa mãn cái vị giác của mình, ví dụ như những món ăn ngon ở trong đời sống. Thì như vậy là thức quẩn là đề cập đến các cái giác quan của chúng ta. Những giác quan này nó có cái xu hướng đi tìm những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc của ý. Ngay cả một người mà miên man ở trong cái thế giới nội tại như là về triết lý hay về trí cao v.v., cái đó nó cũng một phần là của thức quẩn. Thì chúng ta hãy thấy rõ năm quẩn như vậy: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng hành quẩn, thức quẩn. Tại sao nó chi phối cuộc sống của con người? Và tại sao nó trở thành một cái thế giới mà trở nên cực kỳ vi tế, cực kỳ khó hiểu? Chúng thấy là khi mà Đức Phật Ngài giải thích về tương lai đó, là chúng ta có sự mong mỏi. Sự mong mỏi đó không nhất thiết là trở thành. Sự mong mỏi đó nó phải đi với cái nghiệp. Và nếu sự mong mỏi đó nó tương xứng với nghiệp đó, thì nó sẽ thành tựu. Nó sẽ khiến chúng ta được thành đạt được, thành tựu được cái mà mình muốn. Và có khi mình thành tựu được, khi mình không thành tựu được. Thành ra cái đó nó giống như là một cái sự dự phỏng về tương lai, nó giống sự ước mơ về tương lai, nó nửa thật nửa hư. Như trường hợp mà quý vị từ Việt Nam mà sang bên Mỹ hay sang một quốc gia nào đó, mình nghĩ đến là mình qua đó mình lập nghiệp, mình sẽ có cuộc đời sung túc, thì cái đó không hẳn hoàn toàn nó sẽ trở thành sự thật như ý chúng ta muốn, mà cũng không hẳn là nó sẽ không trở thành như vậy. Có khi nó gần giống như vậy, có khi nó hơn như vậy, và có khi nó tệ hơn, nó kém hơn như vậy. Nhưng mà phải hiểu rằng điều đó là một cái sự chi phối rất lớn. Và khi mà vị tỳ kheo hỏi Đức Phật là cái chữ quẩn á, thì định nghĩa như thế là các quẩn. Và định nghĩa của Đức Phật là một định nghĩa mà tất cả chúng ta cần phải để ý. Chữ quẩn mà thường thường chúng ta hiểu thôi đó là cái gì hiện có. Và cái gì rất thật. Cái gì hiện có rất thì rất thật. Hiện có là ví dụ như cái thân của chúng tôi đang ngồi ở trước máy quý vị, hay thân của quý vị đang ngồi đó, chúng ta gọi đó là sắc quẩn. Nhưng mà hiểu như vậy là chưa đủ. Hiểu như vậy chưa đủ. Mà ở đây đó là Đức Phật Ngài đề cập đến quẩn hiện tại. Và cái quẩn mà nó ở trong nhiều cái dạng thứ khác nhau, kể cả cái sản phẩm của tâm. Chúng tôi nói kể cả cái sản phẩm của tâm ý là gì? Phàm sắc gì, quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần. Như vậy là sắc quẩn. Cái chữ quẩn ở đây là khối, là nhóm, chúng tôi phải hiểu nghĩa rất là rộng. Chúng tôi lấy một ví dụ là khi mà chúng ta chấp thủ về sắc quẩn, là chúng ta chấp thủ về cái thân mà mình đang có, hay là chúng ta nghĩ rằng cái thân của người ăn mày đó nó không đẹp bằng thân của vị công chúa, một vị hoàng tử, thân của loài người không đẹp bằng thân của chư thiên. Thậm chí thưa quý vị, nó cũng thời cuộc sống, nhưng mà có những người đó quan niệm rằng cái gì thuộc về quá khứ đó, nó đẹp hơn hiện tại.
họ ngồi họ nghĩ chuyện quá khứ hoài, mà họ không có muốn nhìn vào hiện tại và không nghĩ về tương lai. Có những người đó thì họ cứ nghĩ tương lai đẹp hơn hiện tại, và mặc dù tương lai nó sẽ trở về thành hiện tại và hiện tại nó sẽ trở thành quá khứ. Ở trên căn bản thì không có cái gì khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai hết. Chúng tôi này, ở trên căn bản nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta ở thời điểm nào thì chúng ta thấy rằng cái hiện tại đó là hiện tại, cái gì đã qua là quá khứ, và cái gì chưa tới là tương lai. Nhưng mà trong cái ảo giác của chúng ta, trong ảo giác của chúng ta thì quá khứ là vang bóng một thời, quá khứ luôn luôn đẹp. Và khi mà chúng ta nghĩ về tương lai đó, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chỉ có cái ước mơ, chỉ có hy vọng mới là hoàn hảo, và quá hiện tại đó luôn luôn là phũ phàng. Thực tế nó không có gì đáng tha thiết hết. Thì cái chấp thủ về quá khứ, chấp thủ về tương lai hay chấp thủ về hiện tại đó, nó đều là gồm cả hai mặt, là hiện thực hay là ảo giác. Đã, chúng ta phải để ý. Và khi mà Đức Phật dạy rằng tất cả sắc thọ tưởng hành thức nào, dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiển, vi tế, thù thắng, hạ liệt, tất cả quẩn chỉ là quẩn thôi. Như vậy thì cái chữ quẩn mà được Đức Phật định nghĩa tại đây đó, nó bao hàm một cái tổng thể của tất cả, là tất cả sắc, tất cả thọ, tất cả tưởng, tất cả hành, tất cả thức, thì dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thô thế và vật. Và điều này đó, nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với một vị hành giả tu tập. Tại vì nếu chúng ta không có vượt qua những cái rào cản này, chúng ta không thấy nó là ảo giác đó, thì đôi khi chúng ta có cái chấp thủ. Dạ, chúng ta có chấp thủ. Chúng tôi nói với quý vị là một cái chuyện hiện, một cái chuyện mà chúng ta thấy một cái người tu thiền nhiều khi quan niệm rằng mình ngồi niệm hơi thở thì mình phải ngồi ở trong cái phòng yên tĩnh và có một bàn Phật thật là trang nhã, có một cái tọa cụ thật là rất hợp với mình, mặc một bộ áo rất là thoải mái, vân vân. Thì chúng tôi phải nói rằng đúng đó, thì nó có vẻ nó đẹp hơn là mình ngồi thiền ở trong một cái căn phòng mà nó bừa bộn, ở trong phòng ngủ của mình chẳng hạn, hay là mình ngồi thiền ở dưới đất mà thật sự chung quanh nó có đồ này đồ kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý cho kỹ đó, thì dù là một căn phòng bình thường hay một căn phòng được chuẩn bị tốt, nó đều là cảnh của chấp thủ. Nó đều là cảnh của chấp thủ. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta luôn luôn đưa ra một cái định hình, nó phải là thế này, nó phải là thế kia. Và cái định hình đó, chúng ta rất là khó biết cái nào là giá trị thật và có cái nào là cái giá trị ảo. Giá trị ảo nghĩa là cái gì đó do mình định đặt, mình đặt. Vì vậy khi mà Đức Phật định nghĩa chữ quẩn khác với chúng ta hiểu. Chữ quẩn đối với chúng ta hiểu, mình hiểu là sắc quẩn là chỉ là tứ đại, bốn đại chủng và những sắc y sinh, cộng lên là 28 sắc pháp. Nhưng mà ở đây Đức Phật này dạy rằng cái gì mà ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, tức là quẩn của mình, quẩn của người. Ví dụ họ nói là văn của mình, vợ của người chẳng hạn, hay là người, cái gì mà thuộc của mình, thuộc nội giới, ngoại giới, nó cũng làm cho chúng ta có ảo giác khác nhau. Hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là thù thắng, hoặc là hạ liệt, hoặc gần, hoặc xa. Chứ chúng ta nói cái cự ly á, những điểm này chúng ta phải để ý rất là nhiều, bởi vì những cái chiều kích không phải của chỉ vật thể, của thời gian, của không gian, của tất cả mọi chiều kích đều chi phối chúng ta hết. Cuộc sống của chúng ta nó phức tạp lắm, rất là phức tạp. Ở trong thế giới nhận thức thì nó phức tạp vô cùng. Và do vậy á, đôi khi mình cảm thấy rằng có những người mà lạ lắm, người ở gần thì họ không có thân, mà họ rất thân với người ở xa. Mà có những người, cái người ở xa dù là cha mẹ người thân thì họ cũng quan trọng bằng bạn bè ở gần. Nó không có một cái chuẩn
mà áp dụng chung cho tất cả. Dạ. Chúng ta thấy có những người họ sống bên Mỹ mấy chục năm, họ luôn luôn mơ về những người ở Việt Nam gửi tiền Việt Nam, mà họ cảm thấy sung sướng, họ gửi nào là cha mẹ, ông bà, hàng xóm xa gần, nhưng mà những người thân ở chung quanh họ, họ không có lo nhiều. Lại, tức là có những người họ rất là mê mẩn với những cái cự ly xa, nhưng mà lại cũng có những người, những người hữu ân, những bậc đại ân nhân trong đời họ ở xa thì họ là quên lãng đi, mà những người ở gần thì họ rất là hậu hỷ, tuần nào cũng rủ nhau đi chơi, rủ nhau đi câu cá, đi nghe nhạc vân vân. Thì cái khoảng cách, cái gần hoặc xa nó cũng chi phối chúng ta, cái nội phần ngoại phần chi phối chúng ta. Và những cái đó đó, nó gọi là giả cũng phải, gọi là thật cũng phải. Nó là giả theo cách nói của chúng ta, đó là cái nói chúng ta là gì? Cái nói chúng ta là nó là cái sản phẩm của chấp thủ. Mà nó là thật là tại vì nó có thực sự xảy ra, mình giải thích không được. Ở đây mình không thể nói rằng điều đó nó thật hay không thật, mà kỳ thật nó là thế giới của hiện tượng. Vì do vậy Đức Phật ngài dạy muốn là gì thì sắc thọ tưởng hành thức nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô tiến, thô thiển, vi tế, diệt, thù thắng, gần hay xa, tất cả điều đó nó đều nằm trong cái gọi là khanh thác, gọi là quẩn. Một vị tu tứ niệm xứ, một người Phật tử thì nên nhận rõ điều đó. Và thưa quý vị, ở đây thì chúng ta lại có trong bài kinh này đề cập đến một cái một cái lĩnh vực khác. Lĩnh vực này nó là một trong những điểm rất là tế nhị, đặc biệt rất là tế nhị ở trong Phật học. Thường thường chúng ta nói là chấp thủ hay chấp ngã, nhưng mà đạo Phật dùng cái chữ là thân kiến. Thân kiến ở đây là cái nhìn về thế giới này qua cái quan niệm về ngã chấp. Ngã chấp thì nó gồm có ba, là đây là của ta, đây là ta, và đây là tự ngã của ta. Đây là của ta đó, nó liên hệ đến ái. Dạ, liên hệ đến ái. Ví dụ như là chúng ta nói nhà của mình, xe của mình, con cái của mình, vợ của mình, chồng của mình, cái gì mà thuộc về của mình, cái nhãn hiệu đó nó cho chúng ta một cảm giác khác hơn là cái không phải là của mình. Một cái ví dụ mà Đức Phật này thường dạy ở trong kinh là tại sao cái lá nó rụng ở trong sân chùa mà có người quét đem đổ xuống phố rác thì đem đốt đi mà mình không có cảm thấy là khó chịu. Và hỏi chư thiền kheo nói dạ, tại vì chúng con nghĩ rằng đó là của ta, là ta, tự ngã của ta. Cái chỉ thân kiến đó, nó làm cho chúng ta có những cái phản ứng trong đời sống. Ví dụ như là mình nói là buồn hay là vui. Khi mình hành tứ niệm xứ một mình, mình nói là buồn vui, nó có cái cảm giác khác. Và nói là tôi buồn hay tôi vui, nó cảm giác khác. Bởi vì khi mình dịch kinh niệm xứ, có nhiều khi ở trong tiếng Phạn á, thưa quý vị, ở trong văn phạm tiếng Bali á, nói chung là tiếng Phạn, thì tất cả động từ nó thuộc về ngôi nào đó. Thường là ở trong tiếng Phạn Bali ấy, thì cái ngôi thứ nhất ấy, thì giống như trong tiếng Anh là ngôi thứ ba vậy. Và thuộc về
người đó thuộc về anh đó, chị đó, là ngôi thứ nhất, hay là bọn họ, hay là những người ấy. Cái ngôi thứ hai là ngôi thứ ba. Thì tất cả danh từ, tất cả động từ đều đi với cái sự chia ngôi như vậy. Nhưng mà đôi khi mình dịch như vậy nói rằng thở vô vì ấy biết là tôi thở vô, hay thở ra vì ấy biết là tôi đang thở ra, thì cái chữ tôi đó, một số các vị mình kể ra trong cái sư trưởng và kể trong hoạt tình sự đồ đó, thì các ngài đều không đồng ý cái chuyện là tôi thở, mà chỉ là thở vô biết là thở vô, thở ra biết là thở ra. Tại ở đó nó có một cái vấn đề ở trong ngôn ngữ, mà như vậy là khi mà mình tu tập, mà nếu mà mình nhận thấy rằng cái buồn cái vui đó, nó là buồn là vui, mà nó không phải là tôi vui hay tôi buồn đó, thì nó sẽ nhẹ hơn, nó ít có nặng nề. Nhưng mà mình nói rằng vấn đề là tôi buồn hay tôi vui, thì thường cái phản ứng của nó sẽ trở nên nặng hơn. Mình phải để ý lâu mình mới thấy chuyện đó. Một lúc nào đó thì mình hiểu rằng cảm xúc đó là cảm xúc, vui buồn đó là sự vui buồn, mà ở đó không có vui không có buồn. Ví dụ như là ở trong kinh nói rằng có cảm thọ chứ không có người cảm thọ, và có tạo nghiệp chứ không có người tạo nghiệp, có thụ quả chứ có quả chứ không có người thọ quả. Thì thứ gì đối với Long Quẩn thì chúng ta thường thường có quan niệm rằng sắc quẩn là ta là sắc quẩn, ở trong sắc quẩn có ta, và ở trong ta có sắc quẩn. Sắc quẩn là ta là sắc quẩn. Thì mình nghĩ rằng cái gọi là ngã đó chính là cái thân này, ngã là chính thân này, và cái thân này chính là ngã. Đó là lý do tại sao mà người ta bỏ ra những số tiền khổng lồ, số tiền rất lớn, để đi sửa sắc đẹp, để đi chứng diện bản thân của mình qua những bộ quần áo rất mắc tiền. Bởi vì đơn giản như vậy là mình mặc bộ quần áo sang trọng đó, thì làm cho cái thân mình nó được sang trọng, ngoại hình mình được sang trọng, ngoại hình mình được sang trọng, tức cái ngã của mình được đánh bóng. Chúng ta thấy rõ ràng rằng nếu mà mình không có cái hạnh phúc về cái ngã của mình ở ngoại hình đó, thì mình phải tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng mà rõ ràng một điều là do cái ngoại hình của mình được nghĩ là ngã, và nếu ngoại hình nó được đẹp, được sang trọng, thì cái ngã của mình cũng được tôn vinh, cũng được tôn sinh, tôn cái đẹp của bản ngã mình. Đó là lý do tại sao người ta có thể bỏ ra số tiền rất lớn, mặc những bộ đồ rất sang trọng, để cho cái ngoại hình của mình. Cảm thọ của người cảm thọ đó là một cảm giác, hoặc vui hoặc buồn, không vui không buồn, cảm giác chợt đến chợt đi. Nhưng mà nếu nhìn cái cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, thì nó không có vấn đề. Nhưng mà khi nghĩ là cảm thọ đó là tôi, là của tôi, thì thưa quý vị, người ta thấy rằng, để quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Quý vị, người ta thấy rằng là chính cái
cảm thọ đã được tôn vinh, thì cái bản ngã mình cũng được tôn vinh, và bản ngã tôn vinh mình được hạnh phúc. Ở trong lịch sử Trung Hoa đó, có một mỹ nhân là Bao Tử. Bao Tử khi vào trong cung được vua rất là sủng ái, mà chúng ta cũng biết là đó là Trường Thiết hay là Chính Sử. Mà nói Bao Tử có một cái thú vui rất là lạ lắm, đó là nghe cái tiếng mà ta xé lụa đó, lụa ra họ xé ra. Không biết là có bao giờ quý vị xé vải, xé lụa không? Nhưng mà thời bây giờ có lẽ là vải lụa nhưng nó rẻ, thưa quý vị, thực sự nó mắc, mắc lắm thưa quý vị. Vải lụa mà dệt á, dệt ra tơ lụa mà dệt ra nó mất tiền. Có lúc đó, người ta trong lịch sử họ nói rằng tơ lụa bán cân bằng vàng đó, một bên đó, tại vì tơ lụa nhẹ lắm, một bên đó là vàng, bên là tơ lụa, họ cân với nhau mắc như vậy, mắc như vàng vậy. Nhưng Bao Tử lại có cái thú vui thích nghe xé lụa. Và khi nhà vua quá cưng chiều Bao Tử thì nhà vua cho đem tơ lụa ra xé để cho làm đàn vui lòng. Thì cái âm thanh của tơ lụa bị xé đó làm cho Bao Tử vui. Nhưng mà trong đó nó còn có liên hệ tới bản ngã nữa, là mình sống một cách xa xỉ, mình sống một cách cao sang, không ai giải trí gì kiểu giải trí như mình hết. Không ai giải trí kiểu đó. Giống như bây giờ mà chúng tôi có nghe một vài trường hợp là các cậu ấm cô chiêu, những người ở bên Trung Quốc mà họ tiêu tiền một cách rất là khoan khí, họ cảm thấy hãnh diện. Ví dụ như họ lấy rượu mắc tiền sau bên, họ khui ra họ đổ xuống dưới hồ cá, và họ thấy rằng đổ một lần một chai mấy trăm đô la như vậy đó, họ cảm thấy là rất là hạnh phúc. Hạnh phúc chỗ nào? Hạnh phúc ở chỗ cảm thọ thôi. Như bây giờ chúng ta nghe nói Hắc Công Tử, Bạch Công Tử mà lấy cái tờ giấy 100 đồng đốt ra để tìm 10 đồng, để có ánh sáng tìm 10 đồng, nghe nó khoan đường. Nhưng mà cái đó họ nói là cái cảm thọ của họ. Họ cảm thấy rằng như vậy là cao sang, như vậy là hạnh phúc, như vậy là niềm vui. Cái niềm vui ở trong lòng cái ngã chấp đó, nó chính là sự chấp thủ. Ở trong đó nó cho chúng thấy biểu hiện chấp thủ cảm thọ. Nếu không chấp thủ cảm thọ là ta thọ quẩn, là ta là thọ quẩn, người ta không có những cái hành động mà nó, chúng ta nói là nó điên rồ như vậy. Chúng ta dùng chữ điên rồ nó hơi nặng, nhưng mà mình tưởng tượng nó không ra gì hết. Trong khi bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người đói, mình mở một chai rượu mấy trăm đồng mà đổ xuống hồ chơi cho vui, hay là mình cầm một tờ giấy 100 đồng mình đốt làm ánh sáng để đi tìm giấy 10 đồng. Đúng là điên rồ. Nhưng nó cho người ta cảm giác sung sướng, khoái trá, nghĩ rằng ồ, như vậy là mình hay, như vậy là mình giàu, như vậy mình sang. Cái đó nó xảy ra rất nhiều trong đời sống. Chúng ta thường có những cái điên rồ như vậy. Và nhiều cái điên rồ ở trong đời sống của chúng ta đơn giản là chỉ vì chúng ta muốn có một sự mơn trớn bản ngã qua cảm thọ. Chẳng những người ta nói rằng mình quan niệm rằng năm quẩn là ta là năm quẩn, mà còn có trong năm quẩn có ta và trong ta có năm quẩn. Trong năm quẩn có ta, ví dụ như là ở trong kinh đó, một cái hộp được một viên ngọc. Mình trân trọng cái hộp đó, tại vì ở trong cái hộp đó có cái viên ngọc quý. Có cái viên ngọc quý nằm ở trong cái hộp đó. Thì như vậy, nhiều khi cái quan niệm về ngã chấp vừa là thân kiến đó, nó là dựa lên trên. Mình không nghĩ sắc là ta là sắc quẩn, nhưng mà nghĩ rằng có cái ta, có cái bản ngã đâu đó nằm ở trong sắc quẩn. Ở trong sắc quẩn có ta, ở trong ta có sắc quẩn.
Ở trong ta có sắc quần, tức là một cái quan niệm này nó bao trùm lấy quan niệm kia, hay là cái kia nó bao trùm cái này, nhưng mà dù cái này trùm cái kia, kia trùm cái này, thì nó vẫn chỉ là một. Nó vẫn chỉ là một. Đây là một điểm rất là tế nhị. Khi mà chúng ta học Phật Pháp á, thì mình thấy Đức Phật Ngài đề cập đến bát giải thoát, 80 giải thoát. Một vị đạt đến sơ thiền, nhưng mà vị đó không nằm yên tại đó, chấp thủ thiền chứng này. Trạng thái thiền chứng này là cái tuyệt đỉnh, cái của mình, cái của ta. Và vị đó có thể vượt qua và có thể bỏ lại cái thiền chứng đó. Thì chỉ có khi nào mà đạt được, mà bỏ được cái sơ thiền thì mới chứng được vị thiền. Và nếu còn chấp thủ sơ thiền thì cái sơ thiền đó là cái trở ngại của vị thiền, và cái vị thiền là trở ngại của tam thiền. Nhưng mà chúng ta có hai cách nói. Sơ thiền là một cái điểm tựa của vị thiền, không chứng sơ thiền sẽ chứng vị thiền được. Nhưng mà sơ thiền lại vừa là cái rào cản, là cái chướng ngại của vị thiền. Tại vì do mình chấp vào sơ thiền nên mình không chứng vị thiền được. Đơn giản ví dụ, bây giờ chúng ta nói có những người đi học, mình đi học, mình chúng ta nghe cha mẹ ông bà nói hồi thời Pháp là cái bằng Tú Tài nghe dễ sợ lắm, thưa quý vị. Nói ông Tú, nói ông Tú là nghe lớn chừng lắm, còn nhỏ mà học xong chữ học là đi làm công chức được, nói tiếng Tây rồi được đi làm công chức được. Thì có những người học mới xong bằng tiểu học thôi, nhưng mà họ xem cái bằng đó là hay hay nhất ở trong làng, không ai bằng mình, và dậm chân tại chỗ đó không học không được nữa. Thì như vậy cái vấn đề của ngã chấp là gì, là cái đó nó đạt được, nó đánh bóng được, nó làm cho mình tôn cái tự ngã của mình. Nhưng mà mình không khéo hiểu đó, thì cái đó nó trở thành một cái rào cản cho cái bước tiếp theo. Và nếu mình biết dùng thì đó là cái điểm tựa cho bước tiếp theo. Cũng như trong kinh Đức Phật nói rằng sơ thiền đó, đó là chướng vị thiền. Nhưng mà sơ thiền nó cũng là một cái điểm tựa để đạt đến vị thiền. Mình phải hiểu cả hai phương diện đó, không nên phủ nhận sơ thiền, mà cũng không nên lấy nó làm chấp. Dạ, sơ thiền nó ở cái nhìn dung dị, ở cái mức độ tương đối. Không hiểu được điều này đó thì chúng ta không hiểu tại sao mà Đức Phật Ngài dạy về mình vừa quán về lý vô ngã mà mình vừa phải tu, vừa phải tạo phước. Tại vì nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta bị kẹt vào cái gì đó, thì như chúng ta nói đó, nếu chúng ta không khéo nhìn đó, thì cái thiền chứng của sơ thiền đó, nó sẽ là cái ngăn ngại cho bước tiến kế tiếp. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo nhìn đó, chúng ta phủ nhận đó, thì chúng ta sơ thiền không có giá trị gì hết. Sơ thiền nó chỉ là chướng ngại thôi, đồng ý đó là chướng ngại của vị thiền, nhưng mà bản thân của chúng ta không chứng gì hết thì cũng không được. Do vậy cũng phải thưa như vậy, là trong cuộc sống này đó, với một cái hành giả tu tập đó, thì như bài kinh này là một bài kinh không đơn giản để chúng ta cảm nhận, để chúng ta nhận thức. Bởi vì sao vậy? Tại vì cái quan niệm về ngã tính đó, nó luôn luôn là một cái ám ảnh trong đời sống. Chúng ta ôm chặt lấy nó, chúng ta vật lộn lấy nó, chúng ta đau khổ vì nó. Và đôi khi chúng ta ngơ ngác, ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao cả đời mình vật lộn với cái ngã tính ở trong lòng mình mà mình cũng không hiểu được nó? Lý do không hiểu được nó thật sự, chỉ hiểu về năm uẩn đã khó rồi. Hiểu về cái hoạt dụng của năm uẩn ở trong nhiều cái chiều kích khác nhau, về thời gian, về không gian. Không gian thí dụ như nội phần, ngoại phần. Nói về thời gian thí dụ như quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói về nhiều cái khía cạnh như là thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng. Nó không đơn giản để chúng ta hiểu, hoàn toàn không đơn giản. Nên khi một hành giả tu tập từ những gì được dạy ở trong kinh,
và có thể nhìn những điều đó ngay trong cuộc sống hàng ngày, và nhìn điều đó trong mỗi cái phút giây mà mình tu tập đến lợi lạc vô cùng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải nhìn bằng một cái nhìn mà chúng ta tạm gọi là khách quan, có nghĩa là nhìn với cái nhìn của chánh niệm. Chánh niệm tức là không thêm không bớt, chánh niệm không có một cái ảo giác, không có một cái giả định là nó thế này nó thế kia, mà lắng lặng nhìn. Khó lắm, rất khó, tại vì tất cả những cái nhìn của chúng ta trong đời sống nó đều đi với chủ quan hết. Và điều này khiến cho chúng ta đôi khi trở nên rất là bực bội, rất là lúng túng, rất là khó hiểu với chính mình. Nó có gì hết, tại vì quả thật nó rất là phức tạp. Chúng ta nhớ rằng khi mà mình nói về năm ngũ uẩn đó, nó chỉ là một liệt kê về chi pháp. Nhưng khi chúng ta nói về năm thủ uẩn đó, nó là cả một thế giới rối rắm giữa thực và hư. Tại sao chúng ta nói một thế giới rối rắm giữa thực và hư? Là tại vì từ cái sự rối rắm của trong thủ uẩn đó, nó cho chúng ta nhiều cái giả định mà chúng ta không biết đó là thực hay hư. Ví dụ như là chúng ta cứ lẳng lặng nhìn một cụ già lớn tuổi và luôn luôn nhắc về cái quá khứ hoàng kim của mình, thời nào đó đã quanh liệt, và người đó luôn luôn nghĩ rằng cái hiện tại nó buồn chán, không có gì đáng tha thiết, nó chỉ có quá khứ mới là quanh liệt, mới là vang bóng một thời, mới là đẹp. Thì thưa quý vị, thật ra cái vang bóng một thời đó, cái quanh liệt đó, nó cũng chỉ là giả, nhưng nó cũng có một phần nào thật, rất là khó hiểu, thực sự rất là khó hiểu. Khi mà chúng ta đề cập đến một số cái ý nghĩa của bản nguyện này, có lẽ là chúng tôi xin được dành một cái câu thảo luận chót cho để hỏi Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với một vài cái thông tin về đại dịch Corona. Thượng tọa Pháp Tân, không biết Thượng tọa còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy, xin kính Thượng tọa Pháp Tân hoan nghỉ trả lời cho một câu thảo luận. Thượng tọa Pháp Tân, có nhiều người rất là sợ rằng khi mà mình nói về vô ngã đó, là mình sẽ cảm thấy đời sống mình nó không còn sinh thú nữa, không còn cảm thấy có cảm hứng về cuộc sống nữa. Tại vì họ sợ là mình sống lâu nay, mình ta về của ta, về tự ngã của ta, bây giờ mình bỏ ra thì sợ. Nhưng mà Thượng tọa có thể nói về cái lợi lạc khi mà mình sống mà không chấp thủ, hoặc giả là ít chấp thủ, hay tối thiểu đi nữa thì chúng ta hiểu cái sai của chấp thủ về năm uẩn đó, nó có lợi lạc gì cho đời sống không? Kính thưa Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-giá, Nam Mô Tham-ma-giá, Nam Mô Sang-kha-giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Trong thời gian còn lại thì chúng tôi xin được chia sẻ cái câu thảo luận số 5 này. Thật sự ra thì cái mà nói là tinh thần của vô ngã đó thì rất là tế nhị, và cũng thật sự là để cho chúng ta có thể tiêu hóa hoàn toàn ở trong cái câu mà Phật dạy gọi là tinh thần vô ngã trong Phật giáo. Thì ở đây đó, trong cái cuộc sống hàng ngày đó thì dù trên phương diện nào đó thì chúng ta cũng thật sự ra là chúng ta cũng dễ dàng bị cái chấp ngã, bởi vì mình làm cái gì, làm việc này việc nọ, tu hành hay là không tu hành, hoặc là mình làm bất cứ một cái việc gì trong cái mọi cái hoạt động ở trong cái đời sống đó, thì thường thường có cái chấp ngã đối với năm uẩn. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà mình nói rằng chấp ngã nó là trở thành cái động lực để giúp cho mình làm cái này làm cái kia, để thực hiện được cái mục đích của chính mình. Thí dụ như là mình học hành nghề nghiệp, rồi làm việc này việc nọ, hoặc là
xây dựng cho mình một cái mục tiêu cuối cùng để mình làm cái gì. Hoặc là đối với một cái người tu cũng vậy, mình tu tập thì cũng phải nói rằng mình cũng mong muốn rồi để thực hiện cái điều này điều kia. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng tôi có nghĩ rằng như thế này nè, Phật dạy đó là cái điều mà gọi là cái phương hướng, cũng như là có hai cái điều. Một là cái sự tầm cầu của thế gian, tức là tầm cầu của phi bậc thánh á, không phải bậc thánh. Và cái thứ hai là tầm cầu của bậc thánh, tầm cầu của bậc thánh. Thì mình cũng biết là cái thế gian này đó, cuộc đời này thì mình nhắm mắt tay không thì mình cũng không có cái gì hết, chỉ mang theo cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp, nên là cái phước và cái tội mà thôi. Thì cái hành trang mà mình mang đi khi mà mình còn luân hồi thì chúng tôi nghĩ rằng mình cần tích lũy những cái thiện sự ở trong cái đời sống. Do vậy đó thì khi mà mình tầm cầu của bậc thánh là tầm cầu để mà không có chấp giữ, không có chấp giữ. Tầm cầu của thánh là cái chấp giữ về cái sở hữu này sở hữu kia đó, thì thật sự ra nếu mà mình sống trong cuộc đời này mình không chấp giữ thì cũng khó. Nhưng mà rõ ràng là chấp giữ là một cái mà để có nhiều cái hệ lụy ở trong đời sống, làm cho chúng ta phải buồn khổ, phải luân lưu, phải này phải kia, phải nhiều thứ ở trong cuộc đời này. Nhưng mà mình nếu mà mình tập cho mình á, đừng có chấp giữ nhiều với sở hữu ở trong cuộc đời này, thì rõ ràng là chúng ta lại nhẹ nhàng thanh thản chừng mấy, nhẹ nhàng thanh thản chừng mấy. Bởi vì mình nghĩ rằng chính cái mà mình ra đi trước khi mà mình nhắm mắt lìa đời đó, thì rõ ràng là mình không có đem theo được cái gì hết á. Khi mà mình nhắm mắt lìa đời mình đem theo được gì? Chỉ đem theo phước và tội mà thôi. Cho nên cái hành trang mà mình cần làm thì chúng tôi nghĩ rằng mình nên tích lũy những cái thiện sự ở trong cái đời sống. Và trong cái cuộc sống này đó thì nó có biết bao nhiêu cái thử thách, có bao nhiêu cái thăng trầm, rồi vui buồn, hỉ nộ, ái ố nhiều thứ. Cho nên nếu mà để mà mình nhớ được những cái việc thiện mình làm nó tốt hơn là mình nhớ những cái việc mà nó xấu, việc không đẹp, không tốt. Và mình nếu có thực hiện để làm thì chúng tôi nghĩ rằng mình nên thực hiện những cái điều thiện ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, từ cái việc thân khẩu ý mình tu tập trau dồi cho chính mình, và mình nghĩ đó như là một cái hành trang để giúp cho mình đạt đến cái sự an lạc trong tương lai. Và như vậy đó thì cái mình hiểu rõ rằng cái chấp thủ đối với bất cứ một cái gì ở trong cái cuộc sống này thì nó đều là luôn luôn dẫn đến cái khổ lụy ở hiện tại, rồi khổ lụy ở trong tương lai. Khổ lụy ở hiện tại đó là tâm của mình sẽ là có nhiều cái dây dứt, có nhiều cái này cái nọ khi mà mình nghĩ đến những điều đó, cho nên mình khổ lụy. Khổ lụy ở trong tương lai là mình còn tái sanh thì còn cái sự hiện hữu của năm quẩn, cho nên là cái do cái sự chấp ngã, cái ái chấp, cái ngã chấp đó mà chúng ta có nhiều cái khổ lụy. Vì vậy cho nên là nếu mà để mà mình sửa đổi đó, chúng tôi nghĩ rằng mình tập cho cái tâm của mình đừng có chấp nhiều thứ gì nhiều quá. Cái gì nó đến là nó đến, nó đi là đi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta buông xuôi, không có nghĩa là chúng ta phải coi như là mặc kệ nó ra sao thì kệ, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì nếu mà mình tập cho cái tâm của mình trong đời sống hàng ngày mình nhẹ nhàng, mình không chấp giữ trong cái việc mình hết sức là bình thường, đó là ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt rồi tiếp xúc với người này người kia đó, thật sự ra thì mình nhẹ nhàng chừng nào thì mình càng an lạc. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Mình đừng chấp giữ nặng
về cái tôi, cái này cái kia nhiều quá, thì mọi cái phản ứng nó sẽ tạo ra cái suy nghĩ hay là cái khổ lụy ở trong đời sống. Và vì vậy cho nên là mình nhẹ nhàng, và đồng thời là mình tạo cái thiện sự để mong rằng cái thì mình có thể được sống được an vui ở trong cái cuộc sống này. Chúng tôi nghĩ là như vậy, và đó nó cũng là cái tiền đề để sau này mình, nếu mà mình còn tái sanh, thì cũng là một trong những cái yếu tố mình gọi là cái thường thân y duyên trong đời sống hàng ngày, mình không có bị chấp giữ nhiều, mình được an lạc và giúp cho mình được cái an lạc trong tương lai là như vậy. Thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lại. Nam mô Bụt Thầy. Chào thưa quý thực là thưa quý tử, bà chư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm nay thì Anh Quốc, một trong những quốc gia phản ứng rất chậm về đại dịch, đã có số tử vong thứ ba của thế giới trên 25.000 người. Ở trong nước Hoa Kỳ, với cái dân số chỉ có 4% dân số trên thế giới, mà cái số người tử vong, cái số người bị lây nhiễm đã lớn nhất ở trên thế giới. Có một điều mà tất cả các chuyên gia đều đồng ý với nhau, và chúng ta thấy đang có rất là nhiều thông tin về điểm này, là sẽ có một cái sự bùng phát đại dịch corona thứ hai ở tại Hoa Kỳ và ở trên thế giới. Mặc dù đang có nhiều dấu hiệu mở cửa, nhưng mà riêng ở tại Hoa Kỳ thì người ta nói rằng mùa hè này không đủ để Hoa Kỳ chấm dứt đại dịch, và khi cái dịch cúm trở lại vào mùa thu, thời tiết mát hơn và đi vào mùa đông lạnh hơn, thì đại dịch sẽ bùng phát. Với những tiên liệu này thì chúng ta nên có một cái dự phần phòng, là đời sống của chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước đây. Tuần vừa rồi người ta đã xác nhận rằng trên 400 thứ thuốc mà để trị, để thử nghiệm phòng chống bệnh dịch, tất cả đều không kết quả như ý. Nghe cho đến giờ này chúng ta vẫn dò dẫm, vẫn thí nghiệm, nhưng chưa có ánh sáng cuối đường hầm. Thì có nghĩa là trong vòng một năm hoặc giả là hai năm trở lại đây, thì tất cả chúng ta phải sống với một thực tế, đó là sống với sự lây lan của corona, hoặc là ít hoặc là nhiều người ảnh hưởng bộ cuộc sống. Ví dụ như là quý vị có con em còn nhỏ gửi đến các trường mẫu giáo kindergarten, cũng phải đặt lại vấn đề làm sao để tránh sự lây nhiễm. Nếu quý vị có cha mẹ già mà muốn gửi vào các trại dưỡng lão, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ lại là làm thế nào mà cha mẹ được an toàn. Trong lúc cho đến giờ phút này, người ta ghi nhận rằng tất cả những cái trại dưỡng lão ở tại Hoa Kỳ đều là những tâm dịch, nghĩa là cái số người chết ở trại dưỡng lão rất cao, cao hơn là người ta nghĩ nhiều vì COVID-19. Và ngay cả hiện tại bây giờ mà gia đình nào mà sống đông người thì cái sự lây nhiễm nó cao hơn. Đó là lý do tại sao người da đen hay là những người lợi tức thấp đó, cái tỷ lệ lây lan rất cao, bởi vì có quá nhiều người sống chung. Còn những người lợi đức cao thường là ở trong gia đình một hai người thì tương đối đỡ. Cái giãn cách xã hội đó ở bên ngoài là một lẽ, mà ở trong gia đình đó, mà sự quá đối với nhau nó cũng tạo nên sự lây nhiễm. Mình hoàn toàn không biết là người thân của mình đi ra đường đổ xăng như thế nào, đi chợ như thế nào, tiếp xúc bạn bè như thế nào. Thì thưa quý vị, chúng ta phải sống với chánh niệm. Chánh niệm ở đây tức là sự cẩn trọng rồi, nhưng mà đời sống chúng ta phải tái phối trí lại, phải tổ chức lại.
và toàn bộ công ăn việc làm vân vân đều phải đặt lại vấn đề là làm sao để giảm thiểu sự lây lan. Có nghĩa là chúng ta đang đối diện với một cái thử thách rất lớn ở trong cuộc sống, là về đường dài mình phải thực sự thích nghi, thích nghi với một cái kẻ thù vô hình. Kẻ thù đó là COVID-19 hay là coronavirus. Nếu mà mình nghĩ rằng sự việc này nó chỉ là một cái sự xáo trộn ở trong một vài tháng đó, thì chúng ta hoàn toàn sai lầm. Dạ, cho đến giờ này chưa có một dấu hiệu gì mà sự xáo trộn này nó sẽ kết thúc trong một vài tháng. Nên chi những cái gì mà liên quan đến công ăn việc làm, liên quan đến cái đời hàng ngày trong gia đình, liên quan đến chuyện đi du lịch và liên quan đến đời sống vệ sinh cá nhân đều phải xem lại hết. Và nó rất tốt nếu chúng ta tận dụng cơ hội này để tu tập chánh niệm. Tu tập chánh niệm là một ý thức có trọn vẹn, là về cái khả năng lây nhiễm của đại dịch ở trong rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Việc đi chợ, việc nấu ăn, tiếp xúc với người quen, những sinh hoạt, đời sống hàng ngày, kể cả công ăn việc làm. Thì mong rằng tất cả chúng ta có đủ kiên nhẫn, có đủ cái sự sáng suốt, và đặc biệt là đủ cái kiến thức để ứng phó với bệnh dịch. Bệnh dịch không đến và đi một cách bình thường, mà bệnh dịch đến và đi bằng vào cái sự ý thức rõ ràng, nhanh chóng, kịp thời của tất cả mọi người. Và cho đến khi mà một cái thuốc chủng ngừa có kết quả thực sự được đưa ra thị trường, cho đến khi có một cái thuốc trị bệnh, trị liệu thực sự, thì chúng mới có thể trở lại một đời sống bình ổn, đời sống bình thường như trước kia. Còn trong thời gian này thì mong rằng chúng ta sống với một thái độ là thích nghi. Đừng bực bội, đừng khủng hoảng, đừng sợ hãi. Tại vì những điều đó nó sẽ làm chúng ta đánh mất đi cái khả năng tỉnh táo của mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chiêu vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Dạ dạ cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Dạ xin đạo tràng đợi con tí xíu. Sa thú lành thầy, con tự mẫn xin thay mặt đại chúng trong room chúng con xin tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc quý chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự bình. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Yes,
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Thích Tha Thâm Má xin phép được room trong vài giây tới. Kính tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính cảm ơn Thích Nhật Quỳnh, Rạng Đông, Sa Thủ.